Bây giờ á, nhà mình có tiền rồi, làm sao làm ngồi cho dáng quý tộc coi. Đừng nghĩ người ta đánh giá bên ngoài nhìn vô gia đình mình. Ồ, mày cũng nghĩ được chuyện đó luôn. Quý tộc là ngồi làm gì? Ngồi phải ra, phải có cốt cách của mình chứ. Ta đi ta nhớ những ngày mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi, thương nhau chia cũ sắn lùi. Đó, phải học tập với em vậy đó, biết chưa anh hai? Vậy hả? Bà có nói vậy luôn hả? Bà nói nhưng mà bà nói là mình có tiền nhưng mà phải chi tiêu cho hợp lý. Chi tiêu kiểu con cái như quăng tiền qua cửa sổ rồi. Không được rồi. Thiệt tình luôn đó. Con thấy từ ngày mà con trúng số á, gia đình của mình bắt đầu tiêu xài quan phí. Biết vậy á, khỏi trúng còn hơn. Không tin tưởng lẫn nhau thì làm sao mà sống được đây? Đàn ông thì sao? Đàn ông thì cũng có người này người khác chứ. Nếu ba cứ mãi lớn tiếng như vậy, con e rằng con, ba và em sẽ đi ra đường ngủ đó ba à. Anh hai nói đúng, mẹ đang giận mà ba còn lớn tiếng nói lý nữa, như vậy e là không được. Đối với phụ nữ, mình phải nhẹ nhàng, mềm mỏng thì người ta mới yêu thương mình được ba. Bye.